các bạn. À, tình hình là tụi mình vừa mới nhận được một cái hùng hàng từ bên Nhật các bạn. Đó chính là mấy cái liều phiên bản tem lơ lửng trên cây. Đây có hình luôn. Đây như mấy cái tổ chim vậy các bạn. Đây teo lơ lửng các kiểu. Đó, nói chung là tụi mình mới nhận được khủng hàng. Hàng này là hàng Nhật Bản, hàng nội địa Nhật Bản. Hàng này là tụi mình mua ở trên Zen Market các bạn. Dịch vụ mua hộ hàng nội địa Nhật. Nói chung là dịch vụ Zen Market là sẽ giúp chúng ta là mua hộ hàng nội địa từ Nhật. Mua hộ các bạn nên chúng ta sẽ không lo ngại về hàng nhái, hàng giả nữa các bạn. Với đồ danh mục, đồ rất là đa dạng luôn. Mỹ phẩm, thời trang, rồi liều trại, rồi dụng cụ, rồi các kiểu rất là nhiều luôn. Mua được từ nhiều cửa hàng ở Nhật như Amazon, rồi Rakuten nữa các bạn. Nói chung là mấy cửa hàng ở Nhật đồ là mua hộ được hết luôn. Hàng được ship về tới tận nhà của mình luôn. Và có nhiều hình thức vận chuyển quốc tế. Đặc biệt là đăng ký dễ dàng bằng tài khoản Facebook, Google, các kiểu luôn các bạn. Đặc biệt là có hình thức hợp nhất đóng gói bạn. Ví dụ như chúng ta mua 5 cửa hàng nhưng mà chúng ta sẽ được đóng lại thành một cái hùng như vậy và vận chuyển chỉ tốn có một lần tiền ship thôi chứ không phải là tốn 5 lần nha. Có cả giao diện tiếng Việt luôn, chúng ta không cần biết tiếng Nhật vẫn có thể mua được các bạn. Giao diện hoàn toàn tiếng Việt. Bạn nào muốn mua hàng nội địa từ Nhật Bản mà không biết bắt đầu từ đâu thì nhắn vào link trong phần mô tả video, sau đó đăng ký tài khoản sẽ được tặng ngay 300 yên nha các bạn. Và lên đó các bạn cứ việc mua hàng thoải mái, được ship về tận nhà luôn nha. Ở đây là tụi mình mua tất cả là 6 cái liều phiên bản trên cây các bạn, gồm có là mấy cái nhà tổ chim, mấy cái võng đồ các kiểu. Và tụi mình sẽ có 6 cu đi cấp trại, lâu rồi chưa cấp trại nên hôm nay là cấp trại các bạn. Trong cái bao 4 này thì mình có bỏ mấy cái trái banh như vậy các bạn, có ghi số sao và số tiền tương ứng. Ai bóc vào trái banh nào thì sẽ cấp trại với số tiền đó. Đặc biệt là lần này sẽ không cần mua liều vì liều đã có sẵn rồi, chỉ mua đồ ăn thôi. Liều này là được mình là mua từ giá thấp đến cao các bạn. Ai không sao thì sẽ thấp nhất, ai mà 10 sao thì sẽ có cái liều bự nhất. Đó, nói chung là liều đã mua sẵn, không cần mua liều, chỉ bóc thăm thôi. Nay chúng ta sẽ cho cu đại chơi trước nha. Là đầu tiên đại cắm trại, cho đại chơi trước các bạn. Tụi mình là chơi quốc phát một vô gì chơi đó nha. Trời ơi, một sao nha bạn, một sao được tới 100k luôn em. Phiên bản lần này không cần phải mua liều, 100k mua đồ ăn là quá dư sức rồi. Quýt ngay khùng mì gói. Rồi dễ, không sao cái cười ế luôn. Cười người ta. Wow, quýt đơn, 3 sao. Nhân phẩm đã lên 1 triệu. Con số thường nó lên á, 1, 3, 6. Mấy thằng làm màu là không sao nè. Không sao 10k. Oh my god, sao anh nói gì ra đó, anh nói ngay làm màu mà. Anh luôn ha. Dạ anh luôn. Số 0, số 1 đi rồi còn gì nữa đâu. Giờ số cao rồi. Oh my god, oh my god, 5 sao. Sao dứt vàng giận đó trời. Không, vẫn còn 6 sao bạn, nếu vàng dựng là mình bóc 6 sao luôn rồi. 10 triệu chứ ngon hơn không? Toàn. Nhìn toàn luôn á. Đôi đường nào cũng giàu hết rồi. Ủa, 4 sao. Toàn được 4 sao với 2 triệu để cắm trại tích cây nha bạn. Vậy là quá đủ rồi. Rồi còn 2 trái banh, 1 trái. Trái còn 2 trái lượng á. Đó. Ủa, 2 trái lượng. Còn 2 trái nè. Còn 2 trái. Rồi. À 3 sao. 3 sao với 6 sao. Ba với sáu, à không, ba đây rồi, về còn hai à. Còn hai với sáu. Chẳng lẽ thằng một lên voi hai là gớm lắm. Thằng mày mắt hai sao các bạn, hai sao 500k. Đây, trái banh cuối cùng, phải bảo. Bóc luôn em, bóc luôn em. Cho bạn quay, cho bạn coi luôn. Đó, trái banh cuối cùng, 10 sao. Ôi lộn, 6 sao, 10 triệu. Oh my god. Cái số của em là không bao giờ mà vô được 10 triệu hết em ơi. Ôi trời, cái này sống đuôi lên cây hả? 500k là treo trên cây đồng quá dương luôn á. Tại vì liều đã có sẵn rồi nha bạn. Chỉ cần lấy cái tiền này để mua đồ ăn thôi. Khoan, cái này liều có không? Có chứ. Có luôn. Đúng rồi, tất cả đều có liều sẵn luôn, chỉ mua đồ ăn thôi. Hình quá. Rồi, nói chung là bây giờ tụi mình sẽ mua đồ ăn. Bạn nào thích cái series cắm trại của mình thì nhấn like, chia sẻ, đặc biệt là nhấn đăng ký kênh mạnh tay để nhận được những thông báo khi tụi mình ra những cái clip mới nha bạn.
tương tác kênh mình hiện tại là khá là giảm do 2-3 tháng mà chưa ra video á, nó gửi rất là chậm luôn nữa các bạn. Nhấn like chia sẻ mạnh tay để lần sau tốt video lên thì nó sẽ gửi nhanh hơn nha. Ok, quẩy thôi. Ôi em không ngờ là còn cái 2 sao ta. The next day. Ok, cái đám tụi mình đã tập hợp trong rừng. Và ở đây có rất là nhiều cây rất thích hợp để dành là làm những cái liều đu toàn tan nha các bạn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu liều của từ 0 sao cho đến 5 sao. Nếu hôm nay không có 6 sao các bạn. 0 sao thì Hương nó sẽ có 10k để cắm trại. Kết quả là nó chỉ được một cái bịch nhỏ như vậy thôi, gồm có là 2 chai nước suối với gói mì. Đúng rồi anh ơi. Ủa sao tự nhiên không mua 2 gói mì chai nước suối? Không, Hương có sở thích uống nước ngọt á, tại vì không có nước ngọt uống chị không nổi. À, tức là bây giờ 2 chai nước suối với là một cái mì để dành hiếu đồ ăn thì hái lá rừng đồ ăn nha các bạn. Chừng mè nè anh. Clip này thì không sao, không cần phải mua liều gì hết nha các bạn. Được tài trợ một cái võng 680k. Wow. Hàng này là hàng mua hộ bên Nhật về nha. Vậy là tính ra này là không sao giàu nhất từ trước đến nay đúng không anh? Đúng rồi. Nè, 690k rang. Ok. Rồi, tiếp theo là cu đại 1 sao 100k. Thì nó được một bịch đồ ăn rất là nhiều luôn các bạn. 100k là mà không cần mua liều là mua được khá là nhiều đồ ăn. Thì nó được một cái võng có mái che, giá là 1.6 triệu anh. 1.6 triệu. Hàng mua hộ Nhật luôn, rất là ngon, võng Nhật. Rồi, ăn cu lên. Dạ, em có. Nhiều quá anh. Nhiều quá hả? Ừ. Thì 2 sao 500k rất là nhiều đồ. Ăn thì đó được 2 sao 500k thì mua được 2 bịch đồ ăn. Bộ này là cái bộ liều tổ chim, giá là 2.2 triệu. 2.2 triệu. Thì có mấy cây sắt làm khung nữa bạn. Và cái liều có mấy cái hình nè. Chúng mình làm theo cái hình này là lụm thôi. Liều tổ chim toàn tan. Hãy nói là mông cổ toàn tan. Tiếp theo là cu dĩ 3 sao. 3 sao anh. 1 triệu. Đúng rồi. Thì mua đồ ăn là hết 500k. Bánh mì đồ các kiểu rất là nhiều. Cái bạc này nhiêu quên ta? 199 anh. 199 nữa. Và cái liều 4.5 triệu. Liều này là liều treo toàn tan tam giác. Đúng rồi. Thì 4.5 triệu các bạn. Wow. Ở như 5 sao vậy á. Tiếp theo là toàn 2 bình đồ ăn, bình bánh mì, cái túi ngủ 350k. Và cái liều 5.1 triệu. Cái liều 5.1 triệu. Liều này cũng giống liều dĩ đúng không? Đúng rồi anh, cũng tam giác. Tam giác nhưng mà phiên bản cao cấp hơn chút. Rồi tiếp theo là mình hôm nay được 5 sao các bạn. Tụi mình là chơi bóc one shot, vô gì chơi đó. Kết quả là mình được 5 sao thì mình mua đồ ăn là khoảng 2 triệu thôi. Khi mấy cái vật dụng là các kiểu luôn là khoảng 2 triệu mấy thôi các bạn. Không mất thời gian thì bây giờ tụi mình sẽ dựng liều để xem cho các bạn xem là liều toàn tan là nó sẽ như thế nào nha. Đầu tiên không sao chơi trước em. Đầu tiên là mình nha các bạn. Mình không sao. Mình được một cái liều bằng võng. Cái này là mua bên Nhật về nên mình cũng không biết thành thù như thế nào đó. Bây giờ mình sẽ mở ra mình coi thử nha. Tới đầu hay tới đó. Vậy cái đống xà bàn này chắc là một cái liều võng. Cái gì đây? Sao có dây nịch đây nữa? Còn này là này dây để cột mình lại để cho mình không có rớt mấy bạn. Đùa thôi. Cái này kèo này phải có ship rồi mấy bạn. Mình nhìn nó hắc não quá. Cái gì đây? Áo mưa, áo mưa. Nè cái này tùm đầu nha. Đâu đâu, chống chống mũi. Hương tới cái mà bệnh, hình biểu diễn cho. Không dễ, lúc cầm ra mới thấy nó dễ rồi bạn. Đó giờ là móc vô cái lụm rồi. Ok. Lấy gì nịch nè móc vô. Đó hàng sợi dây nè, cột vô đây cái cây. Sau khoảng chừng 5 phút có sự hỗ trợ của ship mình từ A đến Z luôn mấy bạn. Thì mình đã xong rồi. Bây giờ mình xe lên mình thử nha. Ok, trải nghiệm em. Đây mình phát hiện được cái này nè, có cái túi thôi nè. Bỏ vào chỗ bỏ lương thực hoàn hảo. Chết cha, thấy hơi nặng nặng nữa. Rồi bây giờ mình sẽ cảm ơn ship. Lên nữa, lên cái nữa. Thôi. Anh dẫn là sợ gì vậy? Không, đâu không sợ đâu, chừng nó gùng theo bản năng á anh. Cái gì làm giống bình thường mà. Ê, được, được. Hợp lý không? Kéo lại coi, chống mũi coi. Wow. Hảo. Wow. Được anh ơi.
Tự nhiên bỏ cái này vô chỉ hoàng kéo không được. Mấy cái này. Rồi cái đó là túi đựng. Đựng đồ nhẹ nhẹ được điện thoại thôi. Đó. Wow. Hợp lý không? Cái này mà mưa xuống là Hương được trải nghiệm tắm mưa, vừa tắm mưa vừa nằm võng luôn á. Đã. Tiếp theo là mình một sao. À, trên tay anh Lâm đây là giống sinh tồn 1,6 triệu của mình. Giống sinh tồn luôn hả? Ừ, nó sinh tồn á. Nhà tình gắt quá em. Nói chung là mấy thằng cu qua nó không có mình đó là nó ăn xịt hết nha các bạn. Có mình thì mình sẽ lấy xịt ra như vậy nè, đút từng thằng ăn hết. Đè, cầm. Sẵn là mình review luôn các bạn, mấy cái này là lần đầu tiên mình chơi. Nên sẵn lấy ra review luôn nha. Ồ, giỏng mà có cây. Cây với mấy cái liều luôn. Hàng này là mua tên Zen Market các bạn. Dịch vụ mua hộ hàng nội địa Nhật Bản. Cái gì hắc não gì vậy? Lan can gì đây? Đồ ghim. Có đồ ghim, có mấy cái liều nữa nè. Quá đờ đã chứ vậy. Toàn hỏi hàng đầu em. Wow. Ủa này lấy dây cọp á anh. Các bạn cứ gịch qua từ từ, gịch qua từ từ như vậy. Rồi, ok. Rồi sau một hồi tụi mình đã hoàn thành rồi nha các bạn. Khá là dị hợm luôn á. Mà đặc biệt là lại cho đại ở trên cái liều như vậy đi chứ. Lên đại. Nặng mấy ký em? Chín mấy ký anh ơi. Rồi sau là cho thằng chín mấy ký đến dẫu. Bước lên thử coi em. Lên dịch cho không có té đâu. Bước chân lên, bước chân lên em. Cái chân uy tín lên trước chứ. Đó. Đúng rồi. Của Nhật mà. Đỡ đỡ của cây không sao của cây. Của Nhật mà nói vậy. Quy tính. Không hiểu cái giỏng thì có cái máy che trên đây để làm gì? À để cho chống chảy hả? Anh tưởng nó có máy che chứ thì ra nó chỉ là cái tấm vải thôi. Thoải mái cả nó bự. Ờ rất là rộng rãi ha. Wow. Đồ Nhật mà không ghét đâu em, thoải mái em, bỏ đồ ăn vô luôn. Đồ ăn của em nè. Hợp lý luôn. Ồ, nhìn mỏng vậy mà em tưởng nó gắt đấy chứ. Ừ, mỏng vậy mà nhìn uy tín ha. Tóc bụng kéo lại giùm em không? Ok. Có em. Nằm nó chơi luôn em. Ồ, my god. Rồi rồi, để em. Rồi, nhốt mình trong đó luôn, cái đồ khác hình như là bên ngoài. Con cái chồng hả? Tiếp theo là tới mình. Và mình vào 2 sao và mình có một cái liều 2,2 triệu các bạn. Hình như mình để ý là mình có duyên với cái liều mà dạng mông cổ á. Nè, nè, nó nhọn 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 lên, không hiểu lý do tại sao nữa. Nhìn khá là hời hợt luôn em. Rồi này chắc em ngồi huyền đúng không anh? Tối nay em ngủ huyền. Em cầm giùm anh thấy nghe cái này sao hạt não rồi. Lần đầu tiên mình chơi mấy cái liều loại này các bạn. Mình sẽ gắn này vô đây. Đúng rồi. Wow, anh cho em nói vòng tay lớn nè. Làm cái gì cũng phải có ship mình ha các bạn. Không có ship mình là mình ăn hết. Ăn xịt một mình luôn. Tiếp theo là cái bọc này nè. Mông cổ. Wow, màu trắng kem đẹp quá ta. Cái gì vậy? Ôi, sao? Sao nó? Vậy thì tối nay em ngồi hiền hả? Rồi, tiếp theo mình sẽ gắn cây xương vào bên trong nha bạn. Bên trong nó có mấy cái này nè. Mình sẽ gắn cây xương vào. Đó, dễ vậy. Rồi, tiếp theo là mình sẽ leo lên cao và cột sợi dây hừng vô nha bạn. Công nhận có ship đa năng tốt đã hiện các bạn. Cái gì cũng làm được. Anh muốn leo lên đây trải nghiệm thử dạ, thử anh. Mình sẽ là người trải nghiệm nha các bạn. Người ta thấy là cục. Giờ tối nay ngủ kiểu gì ta? Sao nó vừa im luôn à? Đó, lại rồi. Còn phải nhìn cái cây nó rất đau mà luôn. Nó thấy hàng kìa. Ơi. Đúng tổng chim rồi. Đúng tổng chim. Ủa nói em ngủ cái gì đó? Không thấy chưa coi. Không thấy chưa coi được không? Sao nó kỳ hả? Nhìn nhìn trong hình bự lắm mà ra ngoài chút xíu à. Ủa
Ăn đã ngủ. Đã ngủ. Hai có vậy thì là hợp lý. Wow. Vậy đó mà đem lên trải nghiệm vừa y luôn đấy bạn. Quay được không Bảo? À thôi vậy chắc là dễ liều này vậy. Thôi dễ dễ liều này nha. Sao vừa y vậy? Này cái liều này chống nó bị vậy nè. Chống mặt. Tao lại, tao lại. Hết lấy phương hướng rồi. Rồi xuống. Rồi tiếp theo là cung vậy. 3 sao. Mình làm phải hướng dẫn thôi, tiếng Nhật thôi nha các bạn. Đọc không hiểu gì hết, làm theo hướng dẫn thôi. Đó. Cái tay nó vào đây. Tiếp tục mấy sợi dây mình đã được cột vô cái cây như vậy. Sau đó bắt đầu mình sẽ xỏ. Xỏ từ dưới xỏ lên. Vậy dịnh về cho anh cái nha. Dịnh vậy nè. Ồ, giờ thấm chỗ tụt dịnh vậy nè. Rồi ok. Một cái. Mình làm cái điều ra, mình chia điều ra. 3 giây hết nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ leo lên đây để dựng liều nha các bạn. Anh sẽ trải nghiệm tước dĩ luôn nè. Ồ, đúng kìa. Ghê quá vậy rồi. Này chơi cũng là to luôn. Không với anh nè. Chắc anh nặng á. Được, được, được. Rồi. Phải nói là cái lều tam giác của con cung dĩ dựng rất là lâu luôn các bạn ạ. Nó hắc não cực kỳ luôn. Kết quả đã dựng xong rồi nha. Đây, cửa ra phía bên đây. Đó. Cửa ra. Sau đó bước xuống. Wow. Ở trong đó nó nóng như cái lò vậy. Đây. Nó như vậy nha các bạn. Vậy là trải nghiệm leo lên thử cho các bạn xem coi vậy. Như một cái lò hơi tao đó các bạn ơi. Nóng quá trời quá đất. Cao khoảng 2 mét nha các bạn. Tức leo lên không em? Cao lên nữa, đúng rồi. Ok, giữ đích vô. Hợp lý, rất là chắc chắn các bạn. Hàng Nhật mà. Rồi, chui vô luôn coi. Rồi, kéo cửa lại, anh trải nghiệm thôi coi. Rồi, ok, được rồi. Wow. Đây, nó sẽ nằm cái lồng như vậy mà. Nói ngủ. Mấy cái lỗ này mũi chết chắc bệnh luôn quá. Có mệt không, Có anh. Ồ, vậy chảy cái mệt dưới là nằm được rồi. Ơi, không được. Có cửa sổ trời đúng không? Nó nắng quá. Rồi tiếp theo là toàn 4 sao hả em? Đúng rồi anh. Với cái liều 5 triệu mốt. Cái liều 5 triệu mốt. Wow. Bắt đầu. Có hình ảnh minh họa luôn các bạn ơi. Đây, hình của con vậy toàn là nó có màu luôn nha. Con dĩ đang khui à. 4 sao phải cao cấp hơn. Sao giống y con dĩ đó ta? Mà nhìn ngầu hơn á. Phiên bản nâng cấp. Sau một hồi ráp thì cái liều của toàn là liều hình chữ nhật nha bạn. Có 4 góc hình chữ nhật. Bây giờ tụi mình rút kinh nghiệm là bây giờ sẽ ráp cái máy vô luôn. Mất công lên cao rồi rất là khó ráp luôn. Rồi toàn đã hoàn thành nha bạn. Một căn liều xanh lá cây khá là thân thiện với môi trường luôn. Lên em. Toàn đã mấy ký toàn? Hơn 60 kg nha. 60 kg hả? Không sao. Ôi vậy heo. Ôi vậy heo. Trời kinh. Nhìn xuống tí nữa anh ơi. Nhìn xuống nữa. Cho toàn leo lên luôn. Hỏi lo. Thùm đầu xuống lên. Ờ không sao đâu em. Chắc lắm. Để chưa. Sao đâu chắc lắm. Toàn luôn. Cứ tự nhiên từ từ thôi. Em để cái chân vô luôn. Em đi cái chân vô luôn. Lọt cái chân vô. Ồ đi vô luôn. Đúng rồi. Không sao. Rồi tép. Cứng rồi. Không có gớt đâu. Cái liệu của tao vậy tao còn leo không nổi luôn Wow. Nằm xịt lên à. Rồi đồ ăn của toàn đâu? Wow. Rồi mấy đứa đé ra cho toàn trải nghiệm coi. Tới luôn Bảo. Quay bên trong của toàn coi. Toàn. Thoải mái lắm anh. Chỗ vừa rộng luôn. Đã à. Đẹp tình đồ cho toàn luôn. Liệp nhiêu chứ? 5 triệu mốt anh. Trời ơi, uy tín chứ à. Ây dạ.
Nói chung là dĩ với lại toàn kế nhau nha bạn. Dĩ cao hơn toàn. Rồi cuối cùng là mình, năm sau mình có căn liều mắc nhất 7.8 triệu nha bạn. Đây có hình, có cả gái đồ. Đó đó đó, đây hình tinh quả đồ khá là sexy nha. Các là ấn tượng luôn. Chiều mét hình tròn này là chiều ngang là được 150cm, là mét rưỡi nha bạn, được mét rưỡi. Có thể đỡ được 200kg. Nói chung là cũng trễ lắm rồi nên mình sẽ cố gắng dựng nhanh luôn nha. What the? Phong bì gì á, tiền hả? Chứ mà hỏi bản hướng dẫn, bản hướng dẫn mà đựng trong cái phong bì như là đựng tiền nha bạn. Tưởng đâu xốp khói lại tiền cho mình chứ. Có cả đĩa CD hướng dẫn cách ráp liều nữa. Quá dữ. Nhật Bản quá dữ. Bây giờ tới ra màn ship hình nha bạn. Ship cái cây lại với nhau. Wow. Wow. Sau đây chúng ta sẽ có cái vọt tia nha bạn. Mình kéo mình liếc cái vòng lại nha. Đây. Có cái vòng nằm ở trong đây nha. Đó, lấy cho anh hút được coi. Rồi mình đã hoàn thành nha bạn. Đó. Cái này là cái bản nâng cấp của liều tổ chim của An. Có một cái lỗ như vậy, không có mùng gì che hết luôn các bạn. Cái này mình nghĩ là để tự sướng quay phim chụp hình gì thôi. Còn ngủ thì chắc là chỗ nào mà nó không có muỗi hay là không có mưa thì mới được nha. Mưa muỗi gì đâu, côn trùng nó bay vô chắc ăn cho hết luôn các bạn. Và đặc biệt là khi nằm thẳng giò ra thì sẽ ló cái chân như vậy nha. Oh no. Oh my god. Năm sao đây sao? Chỉ được cái bự hơn thôi. Khá là buồn. A few moments later. Rồi ok, tình hình là tầy tối rồi nên bây giờ mình sẽ review đồ của mỗi người và chỗ ngủ cộng với việc là xem tối nay là mấy con cu nó ăn gì nha bạn. Đầu tiên là Hương, nó mua hai chai nước với gói mì vừa đúng 10k luôn. Tối nay mình sẽ ăn gói mì ba miền hảo hán nha các bạn. Với lại uống nước ngọt suối khá là sang chảnh luôn á. Đây. Nước thì mình quất thêm một chai rồi. Còn chai gin này. Giờ mình sẽ ăn gói mì ba miền hảo hán này nha. Nó giòn rụm luôn á. Nước ngọt suối. Rồi tiếp theo là cu đại 1 sao nha bạn. Đây 100k hiện đại nó mua có 80.300 đồng thôi nha bạn. Với 80k thì em mua được một chai nước suối siêu to khổng lồ này em uống hết nữa rồi. 2 ly mì, 3 hộp xúc xích heo cao bồi và 3 lon Fanta cam. Hết rồi. Giờ tối nay em ăn cái gì? Chắc em nghĩ ăn xúc xích quá à. Chứ mì không nấu được rồi. Chắc ăn xúc xích đói quá rồi, ăn mì không hả? Đủ nước ngọt hả? Đủ nước suối hả? Đủ nước suối, nước ngọt nó thui ngay chứ chỗ đâu để. Chứ không là mua không xài hả em? Chứ để đâu anh, để thì nó đổ kiến khu em sao? À, tức là chút nữa khác quá thì nóc là nóc hết luôn rồi chứ không có để dành được phải không? Không, anh nghĩ là bây giờ em uống hết chai nước suối luôn rồi, cái em lấy nước ngọt em đổ hết vô trong chai á em. Đúng không? Uống dặn. Hợp lý không? Gán nóc hết chai nước suối luôn ơi, ăn mì vô, okay, nhắc nước vô. Nói chung là lần đầu tiên đại nó cắm trại, nó cũng chưa có nhiều kinh nghiệm mua đồ các bạn. Nó mua, mình thấy nó không có logic cho lắm nha. Gặp mình là mua hết bánh luôn. Chứ có tới 100k luôn mà. Cái này là em chưa nghĩ tới là có thể nấu mì được. À, chưa nghĩ đến là phải nấu mì nữa hả? Mua thôi chứ chưa nghĩ đến là làm sao để nấu. Ok, nói chung lần đầu nó cắm trại, các bạn không cảm cho nó nha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với nhà tổ chim 2 sao của cụ An. 2 sao thì có 500k để đi cắm trại trên cây anh. À, nói chung là nhà tổ chim của An thì được treo sợi dây như vậy các bạn. Này em không thấy giống tổ chim tí nào, giống người Mông Cổ hơn. Nó được treo lơ lửng hơi khác ngay chỗ là treo lơ lửng. Và như thế này ha, đâu có cửa đâu, cũng như cái kia. Đúng rồi, mấy mẹ? Cái tổ chim mà chích có con chim sâu rồi nó làm cái tổ y vậy luôn á em. Có cái lỗ không có cái nắp. Em đánh giá cao mấy con chim đấy. Còn có sợi dây sau lưng sao đảo quá à.
Em cũng biết chắc cái này để chỉnh nắm nó đợt nhức đầu. À, với 500k thì ăn nó chỉ mua 458.000 thôi. Còn mấy ngàn lẻ kia em mua còn đúng không? Dạ, còn với hộp quạt à. Ok, khá là hợp lý luôn, em gần bằng hết tiền luôn á. Dạ. Rồi, giới thiệu đồ em. À, tối nay thì mình sẽ ăn ôi, để mình giới thiệu đồ sơ hả bạn. Mình mua là có mặn nè, tráng miệng, nồi để mình nấu bò. Bên đây là bò bít tết, một cái bếp, bếp cồn, đĩa, kéo. Trong đây thì mình có là lon cam của Nhật, hai lon xúc xích, một nắm kim châm, dầu ăn không hề thiếu khi đi cắm trại. Cây sao khi xài dầu ăn được em? Một cái liều đâu mà. Và bơ thực vật. Cuối cùng là một bịch sữa. Hết rồi các bạn ơi. Trên đây mình hơi là chật hẹp nên mình quyết định là mình làm một cái bếp nó treo lơ lửng như thế này nè, để mình nấu ăn cái kiểu các bạn. Và tối nay thì mình sẽ ăn bò bít tết theo kiểu 2 sao, chuẩn vị luôn các bạn. Và thêm trái miệng, đó chính là mặn. Oh, trên đây nó có cái này nó cứ lăn 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 lăn. Rồi bây giờ thì mình sẽ thể hiện luôn. Ủa, từ từ em không có nước hả? Dạ, nước em uống hả anh? Đâu? Hả? Chai nước em dùng rồi hả? Dạ. À, còn chai nước suối nữa. Ừ, chai nước suối mình uống hết dục rồi các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ cho một ít dầu ăn vào các bạn, cho nó không cháy miếng bò của mình. Mình sẽ để mặt này trong vòng khoảng 3 phút, sau đó mình sẽ lật lại. Em cũng mong là vậy. Hấp dẫn chưa? Và cuối cùng, không phải hiếu, nước sốt bò. Wow, mình nghĩ là bò của mình cũng chín tới rồi các bạn. Tiếp theo là mình sẽ cho bơ vào để tăng thêm một cái độ béo. Đây, miếng bò của mình nè. Wow, hấp dẫn chưa kìa. Cái nước sốt này nó mặn, thử nó ngọt lắm, nó mặn. Bò mềm, với lại do bản thân mình cũng là đầu bếp bấy lâu nay các bạn, nên nấu món gì cũng ngon. Mình nói chung là mình cảm thấy là miếng bò này rất là ngon luôn. Đã. Rồi tiếp theo là con dễ 3 sao em. Đúng rồi anh ơi. 3 sao thì nó trên cái địa bài Bự Chà Bá luôn các bạn. 3 sao thì nó sẽ có 1 triệu để cắp trại. Kết quả là nó mua hết 522.000 nha các bạn. Đây bên trong cái liều tam giác con dĩ rất là rộng luôn nha các bạn. Đây. Rất là ấm cúng luôn nha. Rất là rộng luôn. Rồi. Nó sẽ có một cái tấm hãm. Đồ ăn sao em? Đồ ăn em nói chung là dùng đồ ăn liền không anh? Đồ ăn liền. Đúng rồi, tại ở trên cây khó đồ. Khó nấu nướng. Đúng rồi. Kết quả là em có những gì nè. Bánh nè, cút tát, rong biển, rong biển, Milo, bánh mì, xúc xích, cá hồi, xúc xích, mình đọc cho lẹ nha, sữa tươi, dưa leo, cà phê sữa, cà phê sữa, táo, với bò cụm nhân sâm, what the, muỗng đũa. Ủa cái dĩa để làm cái gì vậy? Cái này để em đổ này ra em ăn chung bánh mì anh. À, đổ cá hộp ăn với bánh mì. Đúng rồi. Sao giống bữa cắm trại trên cây có vậy quá em. Em cũng nhớ nữa. Em khoái món đó hả? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi bữa tối hôm nay em sẽ ăn cái gì? Tối. Tối em sẽ ăn cá hộp với xúc xích. Wow. Chén miệng là táo, ăn với kèm với dưa chuột. Cái này nó mà đổ ra một cái là nó ngừ nó như là tới tháng luôn các bạn. Ăn tinh không mà nó chơi cá hộp kìa. Đây dục dưới đất, mai lụm. Tinh cây hay có kiến lắm nha, đổ tùm lum là kiến tối nó kha đi luôn á. Không sao đâu anh. Với cắn thêm một trái dưa chuột nữa.
Wow. Xong bữa tối hả? Rồi tiếp theo là cái bill 1.005.220 đồng của Toàn nha bạn. 4 sao. Có 2 triệu. Để cắm trại. Một cái liều em là tỷ giá nhiêu quên rồi? 5 triệu mốt anh. What the... 5 triệu mốt thì nó có một cái máy che như vậy. Liều này là liều 4 góc nha bạn. Mình thấy nó còn ngon hơn liều của con dĩ nữa. Nó 4 góc, nó rộng rãi. Khá là ấm cúm nữa. Có đồ che mũi rồi cái kiểu đó bạn. Rồi tối nay em ăn gì review cho mọi người xem. Tối nay thì mình sẽ ăn bánh mì chấm cá ngừ sốt ớt cay. Rồi em ghi ốc á, bây giờ review đồ chứ. Rồi bây giờ Toàn nó sẽ review đồ các bạn. Đầu tiên là cái gì? Hai hộp cá ngừ sốt cay. Bữa mới làm clip người cuối cùng ngừng ăn đồ hộp, bây giờ còn ăn nữa hả? Ngon anh. Đây là một đống nước ngọt các bạn. Còn đây là mặn sữa và muối tôm. Nó lựa đá vô gần kìa. Không anh, để qua ngày như vậy nha. Thịt heo chà chà, bánh mì. Cái này là chocolate đen với dâu tây, sữa tươi 100 điểm, ngũ cốc 1 phút. Ngũ cốc gì em xin lấy chứ. Đâu, để gì mà anh. Vậy à? Đây, bữa ăn 1 phút. À, bữa ăn 1 phút. Ngũ cốc 1 phút. Bánh quế vị lòng đỏ trứng muối. Ờ, 1 triệu đồng mua dữ em. Muỗng và nĩa, nước suối. Và cuối cùng là yến xào. Tối nằm sẽ ăn bánh mì chấm cá ngừ sốt ớt cay. Bữa sáng ăn buổi sáng 1 phút rồi em. Không, buổi sáng đó sáng mới ăn anh. Ăn 1 phút thôi. Lấy một miếng cá ngừ. Ăn cho bánh mì. Đúng rồi. Không có gì thú vị hơn hết hả? Ăn vậy thôi hả? À, à với anh trái cây nữa anh. Mặn sữa. À, mặn bánh đồ. Nói chung là đằng Toàn nó ăn còn 4 sao mà nó ăn khua hàng 3 sao nữa các bạn ơi. Nhưng mà được cái là nó nhiều đồ hơn nha, do nó có nhiều tiền, một cái đóng luôn. Ngon em? Được anh, hơi cay nữa. Hơi cay nữa. Rồi ok, cuối cùng là mình 5 sao nha các bạn. Mình có một cái hệ thống đàn chơi cho vui thôi, không có tác dụng gì hết á. Tại vì mình nó tới đây mà. Chủ yếu là cho ngầu thôi. Và đây là cái bill của mình. Đây mình mua tổng cộng đồ ăn nồi niêu xoong chảo là hết là 2 triệu mốt nha các bạn. Mình có tổng cộng là 5 triệu để cắm trại. Mình mua đồ ăn là 2 triệu nha. Mình cảm thấy là mình khá là thất bại luôn. Cái liều của mình nó không có cái cửa nữa các bạn. Nó còn thua mấy thằng 3 sao 4 sao nữa. Mà còn được cái là mắc như quỷ vậy. Cái liều tổ chim phiên bản nâng cấp của Cu An 7 triệu mốt nha các bạn. Mắc vải lúa luôn. Rồi lên đây. Đó. Đánh đu với đời. Trời ơi nó cực khổ vô cùng luôn các bạn. Do là mình vào năm sau thì mình phải biểu diễn kỹ năng nấu nướng trên không các bạn. Không có ăn mấy cái đồ ăn liền như Toàn như Dĩ được nha các bạn. Nó khá là kém cỏi. Nên phải chịu cực khổ. Ok, mình sẽ review đồ ăn nha. Đầu tiên là mình sẽ có một bịch đồ mấy cái đồ đông lạnh các bạn. Đầu tiên là bánh xếp đông lạnh Riza. Tôm hùm hấp đông lạnh luôn. Tôm hùm Alaska các bạn. Hấp đông lạnh. Con này giá có 273 ngàn thôi. Tôm hùm xay nhỏ nha. Được hấp sẵn rồi. Mình chỉ cần hấp sơ là vàng thôi. Bánh bao. Rồi đây là cái bịch nho mẫu đơn giá 800k nha bạn. Mình không hiểu tại sao nó lại mắc như vậy luôn. Nên mình mua ăn thử luôn nha. 800k. Rồi bịch đông lạnh cuối cùng chính là cơm chiên. Đũa. Dĩa. Cam. Coca. Nước suối là vì em phiên bản cao cấp. Muối tiêu. Chai nước nho không cồn có ga. Và cuối cùng là ba trái dừa. Rồi bên trong cái căn liều của mình thì nó có một cái máy vòm như vậy nữa bạn. Máy nhọn như vậy. Cũng khá là rộng rãi. Mét rưỡi nha. Mình có đeo theo cái gói của mình để nằm cho nó đã thoải mái. Mình thích nằm gói của chính mình. Một cái nệm. Và phía bên đây là. Và cuối cùng là một cái túi ngủ. Đó, mình 5 sao chỉ có nhiêu đây thôi nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ biểu diễn nấu ăn phiên bản lơ lửng nha. Rồi đầu tiên mình sẽ châm lửa. Đó. Đó. Mình sẽ cho nước suối vào trong đây.
chai không mình sẽ để đất, ngày mai mình sẽ xuống dọn tôm hùm hấp nhé bạn. Wow, được quán màng bọc thực phẩm đó, tôm hùm hấp. Tôm hùm hấp này mình sẽ ăn với đại bánh bao nhé bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ bỏ bánh bao vào, rồi đẩy nắp lại và chờ chín và ăn thôi. Phải nói là nó cái cảm giác nó như là mấy bạn đang ở trên cái con hiện lên đên các bạn, nó cứ đưa qua đưa lại rồi cứ đưa tới đưa lui, nó khá là say sóng luôn các bạn ơi, rất là nhức đầu. Rồi trong lúc chờ tôm chín thì mình sẽ review nho mẫu đơn nhé bạn. Ờ, nho này nó mẫu đơn mà sao nhiều nước chứ vậy, mọng nước các bạn. Đây nguyên chùm như vậy 800k bọc khối luôn, trái nho rất là bự luôn các bạn, bự bằng hơn ngón chân cái của mình luôn á nha, mình nghĩ là không hạt. Cái lớp vỏ ngoài nó hơi chát chát tí và rất là dai luôn. Mình nghĩ là ăn cái này là muốn sang chảnh là phải lột hết vỏ ra ăn cái ruột thôi nha. Còn mình thì không có sang chảnh thì mình ăn luôn vỏ. Rất là ngọt. Và nó sực như là ăn hạch vậy bạn. Nói chung là 800k. Rất là ngon. Rất là ngọt hanh nè, rồi sực. Rồi vỏ hơi chát tí, đặc biệt là không hạt. Và đặc biệt của đặc biệt luôn là 800k, khá là chát luôn nha bạn. Với 800k mua nho Mỹ không hạt thì mình nghĩ chắc được cũng phải 3 chùm á. Rồi ok, chín rồi nha các bạn. Mình sẽ tắt lửa. Wow, khói kìa. Tôm này nó chín sẵn rồi nha bạn, mình chỉ cần hấp nóng lên và ăn thôi. Bánh bao cũng chín rồi nha. Đó. Mình sẽ uống nước nho có ga. Đừng tràn. Yes. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đây. Mình sẽ biểu diễn. Trời mẹ nó nóng kìa. Tôm này tôm trứng nha bạn. Ăn thử review xem là tôm hấp sẵn ăn sẽ như thế nào nha. À, thịt nó hơi khô một tí. Thịt nó hơi khô và dai một tí nha bạn. Nhưng mà cũng ok. Ăn kèm cho bánh bao hấp nha. Nói chung là bữa tối của mình là ăn tôm, bánh bao, uống nước nho, ăn nho mẫu đơn, đơn giản vậy thôi nha bạn, không phải cầu kỳ hơn. Tại vì nó cứ đu đưa như vậy mà nấu ăn cái phiên bản mà xèo xèo của mình ăn, hay là hồi bữa mình làm clip cắm trại trên cây á bạn, mình làm cái nồi lẩu á, kết quả là ăn nó cứ đưa đưa rồi nó muốn tràn ra, nó rất là nguy hiểm và khó ăn. Nên hôm nay mình làm đơn giản, tôm hấp, bánh bao và xong bữa tối nha. Rồi sau khi ăn uống xong xuôi thì cả đám tụi nó là mỗi người đều có một chỗ ngủ riêng nha bạn. Đầu tiên là không sao, 10k. Có cái lều, có cái võng nha bạn. Võng nhưng mà có cái phiên bản mùng rất là ok luôn. Wow. Ổn áp không? Không sao, sang chảnh nhất từ trước đến nay anh. Không có mái che hết là tự nhiên nó làm cái này không bằng mái che luôn, là ổn áp hơn nha bạn. Mái che làm gì anh? Mỗi lần thấy mưa á, mình gấp mấy cái mùng lại mình chạy. Tránh mưa, hết mưa ra giăng lại. Chạy đâu? Chạy vô lều tụi nó nấp. Mình phải biết ký sinh. Rồi lỡ không có liều hết sao? Không liều hả? Vô bụi cây gì đó, chỗ nào kín kín. Ok, nói chung là không sao. Thì tối nay nó sẽ có cái cảm giác ngủ võng, xương xuống được các kiểu, khá là ok nha bạn. Rồi tiếp theo là cu đại, 1 sao. Thì nó ngủ cái liệt cái võng, phiên bản cao cấp hơn nha bạn. Rất là rộng luôn, rất là bự luôn. Nó ngủ mất tiêu rồi nha. Nó ngủ sớm, vừa ăn xong là mình thấy nó ngủ tới giờ luôn rồi. Còn đây là cái liều tổ chim con cu ăn 2 sao nha bạn. Đây nó ngủ cuộn tròn như vậy.
cái lỗ này thì nó sẽ mấy con hạt xương nó rơi xuống rồi các kiểu. Đây, nó động nước đó bạn thấy không? Đó, động nước, động xương đồ. Giống mặt anh. Nên mình quyết định là lụm cho thằng cu ăn cái tấm xốp bọc bọc này nè. Mấy cái đồ đựng trong cái hồng liều các bạn. Cho ăn cho xương. Hợp lý không em? Hợp lý anh ơi. Ngon á. Nhưng mà đừng quay, chốc mặt. Chút gió hỏi nó cũng quay em. Ủa rồi ngủ cuộn tròn nha, ổn áp không? Để coi sao sáng review lại cho anh ha. Em nghĩ là chắc là em ngủ là phải cái đầu em nằm trong đó, cái chân em nó lòng hồng dưới đất như vậy thì nó đỡ hơn. Vậy là chút nữa em suốt mấy ngày luôn á. Rồi tiếp theo là cu vị 3 sao nha bạn. Cái liều này khó quay. Đây. Bên trong căn biệt thự của nó khá là rộng rãi luôn, 3 sao. Như 5 sao vậy anh? 3 sao mà nó như 5 sao các bạn, nó bự hơn cái liều của mình, nó giá tiền thấp hơn nhưng mà lại rộng rãi hơn. Quá đã luôn em. Rộng hơn của con toàn nữa. Cái này tối em lăn đã luôn anh. Lăn cái đầu xuống đất hả? Rồi kế bên cu vị 3 sao thì chúng ta sẽ có căn liều 4 sao của con toàn. Toàn cũng chưa toàn? Đâu, chưa anh. Liều em mua nhiêu quên nữa rồi ta? 5 triệu mốt anh. 5 triệu mốt. 5 triệu mốt mà nhìn đã hơn của anh nữa em. Của anh 7 triệu mấy mà nhìn phới vậy. Vậy của em như 6 sao vậy. Nói chung là nó có cái lớp màng này nữa bạn, chống côn trùng rồi các kiểu khá là ok. Còn có cái lớp ngoài đây dành chống mưa nữa, chống sương rồi nữa. Quá ấm áp luôn. Rồi cuối cùng là cái tổ chim 7 triệu mốt của mình nha bạn. Nó được một cái hiệu ứng đặc biệt là khi leo lên đây thì chúng ta như là đang đi tinh huyền vậy. Đêm nay là mình sẽ có một đêm gọi là lên lên rồi. Chắc là sẽ rất là nhức đầu, sáng mai mình sẽ ngủ và review nha bạn. Review cho bạn biết là cái liều này ngủ nó sẽ như thế nào. Nó khá là chắc chắn luôn, nó không có hơi nào mà nó đứt được. Nhưng mà nó cứ đánh qua đánh lại, quay qua quay lại. Nói chung là 5 sao nhưng mà mình cảm giác như là cái căn liều này của mình nó khua cái hàng 3 sao với 4 sao luôn nha các bạn. Chỉ được cái là mắc tiền thôi. Và lạ thôi. Ok, nói chung là cả tụi mình mỗi người sẽ có một chỗ ngủ. Sáng mai tụi mình sẽ review xem là một đêm ngủ mỗi hàng một cái liều nó sẽ cảm giác như thế nào nha các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Rồi, đời sáng các bạn ơi. Tối hôm qua ngủ nó cứ đưa qua đưa lại, nó cứ nhức qua nhức lại, nó cảm giác nó hơi nhức đầu một chút. Đặc biệt là cái này của mình nó có nguyện một cái lỗ như vậy nè. Mấy con côn trùng rồi mấy con mũi nó cứ phá mình ghía các bạn, khoảng 2-3 con mũi gì đó. Chết mình. Mình phải lấy túi ngủ rồi mình trùm lại các kiểu mới ngủ được nha. Nhưng bù lại thì nó hơi đổ mồ hôi một chút. Nói chung là 5 sao mà ngủ không có ngon lành gì hết các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ăn sáng nha. Nói chung là tối qua ngủ không có ngon lắm nên nó hơi lừ đừ các bạn. Nên mình quyết định là sẽ ăn sáng gọn lẹ. Đó chính là mình sẽ tiêu diệt chùm nho này nha các bạn. Hôm qua ăn có khoảng chục trái, hôm nay còn nhiêu đây. Mình sẽ dùng để ăn sáng luôn. Không có nấu nướng gì hết các bạn ơi. Cực quá. Ở thịnh cây là hạn chế không nấu nướng. Rồi còn mình thì 4 sao nha bạn. Mình ngủ cái liều 5 triệu mốt buổi tối thì rất là ok. Ngoại trừ việc hơi lạnh xíu thôi à. Còn lại thì rất là ok luôn. Buổi sáng thì mình sẽ ăn ngủ cốc 1 phút và uống nước yến long mã. Nói chung là trên cây thì mình sẽ ăn những món nhanh gọn lẹ thôi nha các bạn. Mình không có nấu nướng cầu kỳ gì hết. Rồi còn mình 3 sao. Mình ngủ liều 4 triệu rưỡi nha các bạn. Ngủ trên đây tối thì nó rất là im ấm luôn nha. Cái điều đó hơi lạnh xíu thôi à. Và sáng nay là mình sẽ ăn ngũ cốc Milo nha. Ưu tiên những đoạn ăn liền không nha. Và uống sữa. Rồi nói chung là hôm nay là mình 3 sao mà mình sống như 5 sao nha mấy bạn. Đồ ăn, đồ chỗ ngủ, đồ im ấm, đồ tùm lum hết. Rồi bây giờ mình sẽ ăn sáng và khu dọn đồ đạc về luôn nha mấy bạn ơi. Tiếp theo là tới mình. Mình thì vào 2 sao. Và tối hôm qua mình ngủ với cái liều 2 triệu này thì mình cảm thấy là khá là thất vọng luôn các bạn. Ngủ thì cái kiểu ngủ của mình nó bị coi đúng lại, khiến cho cái chân của mình nó tê. Còn lại thì mình thấy khá ok. Mình mong lần sau có cái liều này nó bự hơn cái liều này một xíu. Sáng mình dậy khá là sớm luôn các bạn. Sáng nay thì mình sẽ ăn sáng xúc xích với uống sữa nha các bạn.
tại vì mình cũng hết đồ ăn rồi, chỉ còn hai món này thôi. Nói chung á thì mình vào hai sao á thì mình cảm thấy là mình cứ như mỗi hàng một sao vậy, không có hơn thua gì nó đâu. Lạng quạng mình còn thua cả một hàng không sao nữa. Với về cái vấn đề mà chủ ngủ á, ồ khó khăn thiệt. Còn đối với đồ ăn á, 500k thì mình thấy là dư giả, chỉ tạch mỗi cái liều thôi, mình cảm thấy là như thế. Còn bây giờ thì mình sẽ ăn sáng xúc xích với uống sữa, sau đó thì mình sẽ dọn dẹp và đi về nha các bạn. Rồi tới mình luôn nha các bạn. Mình một sao với cái võng sinh tồn 1.6 triệu. Thì tối hôm qua thì mình ngủ cũng khá ok, có điều là hơi lạnh xíu thôi à. Không phải xíu đâu mà lạnh bãi đái luôn các bạn. Thì sáng hôm nay thì mình sẽ ăn mì nha các bạn, tại qua mình ăn hết luôn rồi, hết xúc xích với lại uống hết Fanta luôn rồi. Cuối cùng là mình không sao nha các bạn. Với việc ngủ cái võng võng mùn 680k này thì mình ấm như là ngủ lông hú vậy á. Nhưng mà có điều hồi tối này nó có mưa lâm râm mấy bạn, mình tưởng mưa lớn, mình gấp cái võng này mình tính chạy, ai ngờ đâu mưa có mấy hột à, là mình tốn công mình văng lại. Đó vậy thôi. Rồi buổi sáng thì mình sẽ uống nước ngọt lọc nha các bạn. Buổi sáng uống nước lọc có lợi cho sức khỏe. Hết đồ ăn rồi các bạn. Hồi tối này ăn cái mì hảo hán ba mì ngon quá, mình quýnh hết luôn rồi. Nên giờ thì mình uống nước từ cơm luôn nha. Nói chung cái mũi cắm trại này với không sao thì mình đánh giá rất là cao luôn á. Tại vì không sao thường rất là hổ các bạn. Thường là phải đi làm cái liều sinh tồn cái kiểu. Còn giờ là mình chỉ việc nằm và ăn uống thôi. Ok, nói chung là chuyến cắm trại thành công khá là tốt đẹp nha các bạn. Ai cũng có chỗ ngủ, ai cũng có thức ăn hết. Chỉ duy nhất là mình cảm thấy năm sao của mình ngủ cái liều này là không có đáng cho lắm các bạn. Đáng lẽ là mình phải ngủ mấy cái tam giác của con Toàn hay là của con Dĩ thì nó ok hơn. Ok, nói chung là mình kết thúc video tại đây. Bạn đã thích video này hãy nhấn like, chia sẻ, đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi tụi mình ra những clip mới nha. Tạm biệt các bạn.